Hello uh, lại cả nhà. Um, có một người em tên Trung ở bên UK thì uh, hôm nay có chia sẻ một cái bài đăng uh, cách mà chặn quảng cáo ở trong uh, YouTube, nhà YouTube. Um, có tâm, có lòng, cái đó rất là tốt. Nhưng mà đi cái đường đó thì nó hơi chậm. Với lại um, thường là người ta đăng lên uh, YouTube là người ta Um, đại đa số là cần có nhiều người uh, câu like câu view hay là làm sao đó nhưng mà riêng mình thì mình uh, không có cần mấy cái đó tại vì mình đâu phải là ca sĩ nhạc sĩ gì đâu mà mình uh, đưa lên để mà mình ăn tiền với cái này um, mình làm cái này là để uh, cũng chia sẻ thêm cái hiểu biết cái kinh nghiệm của mình chứ không phải uh, không có cần cái gì hết á um, bây giờ cái đơn giản là thường chờ mình chị Uh, tiếp tục nha <laughs> um, thường là bà con xài Chrome hay là xài Firefox hay là Edge hay là mấy cái uh, cốc cốc của Việt Nam thì hầu uh, như cái nào nó cũng có một cái extension cái plugin Ok ví dụ như mình mà cài xong cái uh, Chrome đi mình nói mình hay mình thích xài Chrome nghe nó nhanh nó có mình có thể uh, setup thêm uh, những cái plugin như IDM nếu mà mình download uh, phim ảnh nhạc ở YouTube được hay là mình có thể download những cái chống quảng cáo để mình bỏ vào cái bỏ cái plugin nó vào được thì ở trên này ở trên này đây là những cái plugin của mình OK cả nhà nhìn thấy nó có cái adblock có cái adblock cho YouTube có IDM có cái plugin cho VLC player để mà mình xem những cái phim mà thí dụ như những cái file nó khác biệt một tí rồi có những cái speed test, ví dụ như mình bấm vào speed test thì nó hiện ra thì mình cũng có thể đo được cái tốc độ đường truyền của mình. Đó như hiện tại bây giờ mình đang mở server, mình đang mở tùm lum hết nó chạy chạy loạn hết. Ok, mình uh, vừa thu hình vừa thu âm vừa chạy server. Uh, đường truyền của mình là 1 gigabit nhưng mà bây giờ thì nó chạy kiểu này thì chịu. <laughs> Đó là nó có những cái chức năng này. Nha, yeah, nó có những cái chức năng này. Rồi uh, ngoài ra, ngoài ra thì uh, mấy cái chống quảng cáo thì nó nằm ở đây ok còn ở cái này là cái chống quảng cáo cho youtube đây ad blocking này nọ chống uh, quảng cáo cho youtube thì bây giờ ví dụ như mình vô youtube mình hát thì uh, đây mình muốn tìm bài gì cũng được hết uh, như vẫn còn đây karaoke yeah. thì uh, mình cũng bấm vào mình hát thôi Đó, như cái này là cái nhà mình nhìn thấy Ờ, ngoài ra mình còn cái plugin để mà download cái video đó xuống bằng cái IDM Đây, mình có thể chọn quality, uh, cái này cái cao nhất của nó là 720 Thì mình bấm vào mình download nó Nó 41 MB Bấm vào download Đây, cái file đó đã về Và mình có thể uh, Không không còn phải dài đến uh, Youtube nữa Nha, yeah, thì ở đây nó đã, đã có bài như vẫn còn đây rồi Đây đó là những cái plug-in, đó là những cái plug, những cái plug để mà đưa vào để để Google Chrome làm việc nhiều thứ hơn. Cũng giống như nếu mà mình xài PDF uh, Pro thì mình cũng có cái plug-in của PDF Reader là mình có thể open mấy cái file PDF ở trên cái Google Chrome này và mình có thể edit nó được, mình chỉnh sửa và mình đánh sửa text của PDF file luôn đó nha. chứ không phải là Word không. Thì cái, những cái Microsoft plug-in thì mình cũng có thể đánh Word ở trên cái này được. Ok. Đó là những cái mà chức năng nho nhỏ mà ít người nghĩ đến đến người uh, biết đến. Tại vì uh, đa số là người Việt Nam mình thấy tiện là à, mở YouTube thì vô thôi, có 5 giây quảng cáo rồi đâu có gì đâu. Nhưng mà những cái quảng cáo đó nhiều khi vô từ mà mình click vô đó thì nó automatic nó setup nên install một cái spyware nào vào máy của mình. Nó sẽ bị chậm đi và từ từ uh, người ta ép mình phải uh, xài anti spy hay là antivirus rồi mình xài thử một thời gian nó lại hiện ra một cái quảng cáo thành 10 cái quảng cáo cho đến lúc mà mình phải trả tiền mình mua nó mới hết còn nếu không là nó cứ bị hoài nó làm máy mình chậm đi và có thể là sẽ hư luôn ok cái video này mình đã chia sẻ xong nha ai cần bất cứ cái gì có thể liên lạc cho mình liên lạc với mình mình sẽ tư vấn mình sẽ giúp đỡ mình sẽ hướng dẫn làm sao để mà chống những cái đó mình xin ngừng cái video tại đây nha chào cả nhà